Ok, giờ bây giờ mình đi một vài bước cơ bản sau khi đã làm mô hình để các bạn nắm những cái dụng cụ mình đang sử dụng hết sức đơn giản và cơ bản thôi. Ok, sau khi chúng ta cắt một cái chi tiết mô hình ra khỏi cái runner nhựa thì chi tiết nó sẽ như thế này. Nó sẽ có những cái đầu nhựa còn dư lại là những cái mối nhựa nối giữa chi tiết và runner. Đầu tiên sau khi cắt ra thì chúng ta khoan vệ sinh, khoan chà nhám, khoan làm gì cả, chúng ta ướm thử coi hai cái chi tiết của chúng ta cắt ra có đúng hay không cả đã. Ok, và khi ướm vào như thế này chúng ta thấy được ok là đúng cái chi tiết của mình, nó sẽ nằm như thế này khi mình dán lại. Thì rồi bắt đầu chúng ta quá trình là chúng ta sẽ cắt nhỏ lại những cái chân spur này. Thì nôm na tiếng Việt chúng ta hay kêu là ghẻ. Và chúng ta không cắt quá sát nha các bạn. Chúng ta chỉ sẽ cắt nhưng mà sẽ chừa lại một chút. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng dao để gọt. Đây, như các bạn thấy đây, mình sẽ không cắt quá sát. Mình sẽ chừa lại khoảng cỡ nửa mm. Chắc không tới. Các bạn thấy chúng ta sẽ chừa lại một chút. Cố gắng tránh việc vào trong chi tiết, thì khi các bạn cắt vào trong chi tiết thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian để chúng ta có thể đắp lại được cái chỗ đó. Ok, mình có thể sử dụng đây con dao Ofla quen thuộc của mình. Tuy nhiên nếu như các bạn không mua được dao Ofla thì chúng ta có một option 2, thì đúng như mình đã chia sẻ thì không phải lúc nào cũng cần phải dùng đôi mắt tiền. Đây con dao mổ, các bạn có thể ra những cái chỗ tiệm thuốc tây lớn hoặc là những cái nơi bán những dụng cụ y tế, bạn nói là cho một cái cán dao và một cái lưỡi dao số 11. Tổng giá tiền của nó chắc mình vô khoảng cỡ 28 ngàn cho tới 35 ngàn tùy chỗ bạn mua. Thì cơ bản thì cái lưỡi dao mổ này nó hơi dài hơn cái lưỡi dao mô hình một chút, tuy nhiên về cái độ bén và độ mỏng của nó thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng làm mô hình được. Các bạn thấy ở đây là nó cắt qua cái sperm này rất là cắt cái ghẻ này nó rất là ngọt. Cũng lưu ý các bạn là do cái lưỡi nó dài quá cho nên trong quá trình sử dụng các bạn phải cẩn thận, tại vì mình đã cắt vào tay mình vài lần rồi. Ok, thì sau cái đường cắt đầu tiên chúng ta sẽ xem là cái mối nhựa này nó là bằng chưa. Chúng ta cắt thêm một đường nữa ở cái hướng ngược lại về tiết kiệm thời gian chúng ta hơn. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cắt những cái đường ngắn và dứt khoát chứ chúng ta không kéo lê. Đấy, các bạn thấy như mình kéo lê nơi chỗ đó thì ngay cả miếng nhựa nó sẽ bị trắng ra nhiều hơn, thì chưa kể là đường cắt nó sẽ không chính xác. Thì cũng lưu ý các bạn thêm một cái lưu ý nhỏ nữa là trong quá trình chúng ta cắt thì với cái lưỡi dao quá bén thì vẫn có khả năng chúng ta sẽ cắt phạm xuống cái phần nhựa của chi tiết. Chúng ta nên lưu ý cái lưỡi dao chúng ta khi cắt chúng ta sẽ hơi hướng lên trên, vì nếu nó còn dư lại một ít thì chúng ta có thể lấy giấy nhám để xử lý, chứ nếu các bạn cắt xuống phần dưới luôn rồi thì sẽ rất là tốn thời gian. Ok, và khi chúng ta cắt tới một cái mức độ là cái lưỡi dao chúng ta không thể nào đi sát hơn được nữa trên bề mặt, và đây đây là một ví dụ là cắt phạm vào chi tiết đây. Thì chúng ta xử lý nó thì cũng đơn giản thôi, vì cái vết phạm này nó không nhiều quá. Okay. Đây là cái tuyệt chiêu từ lâu xa xưa lắm rồi, đây gọi là tuyệt chiêu gọi là cạo. Các bạn có thể dùng cái lưỡi dao của mình rất là bén chà trên cái bề mặt phẳng với những chi tiết phẳng thôi nha, những chi tiết cong thì nó sẽ lại ăn xuống cái bề mặt của mình. Đó. Và bạn sẽ cạo như thế này tới một lúc nào đó cái bề mặt này, cái chỗ phạm đi của bạn cũng nó sẽ bằng lại đối với những cái khu vực xung quanh. Thì chúng ta sẽ cạo một vài đường, chúng ta vừa làm vừa kiểm tra. Hơn sau một lúc thì như bạn thấy ở đây, đây là một tờ giấy nhám 600. Tờ giấy nhám này mình mua theo một hộp của Ustar. Thì Ustar có làm cái hộp giấy nhám họ cắt sẵn như là khoảng 60 miếng hay là 50 miếng gì đó. Một cái miếng nó cũng dài dài cũng vừa tay đó, em không biết để đâu. Đây rồi, đây là một cái cọng nhám 600, đây là cọng nhám 1.000.
Thì Dương Star có là theo như mình nhớ là hoặc là 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2500. Thì đây là ba cái số mà mình thường hay sử dụng nhất. À, ngoài việc sử dụng giấy nhám không thì chúng ta có thể sử dụng nhám mút. Thì nhám mút khi sử dụng thì các bạn lưu ý là do bề mặt mút nó rất là mềm, cho nên thường những cái chi tiết thẳng nếu mà chúng ta khi sử dụng chúng ta không lưu ý thì nó sẽ tạo ra một cái bề mặt cong, tại vì cái mút nó khá mềm, cái cử động tay của chúng ta. Đây là cách chà nhám hết sức là cơ bản, cũng không có gì để đáng nói. Chúng ta gập tỉa nhám lại để cho nó cứng hơn. Chúng ta sử dụng cái ngón tay trỏ của mình giống như lúc mình ăn cơm, mình cầm đũa để mình điều khiển tỉa nhám trên cái bề mặt. Rồi các bạn lưu ý ở đây là mình sẽ đánh không phải chỉ tập trung ở cái chỗ mà cái cục ghẻ của mình, mà mình sẽ đánh ở cái khu vực rộng hơn để cái bề mặt nó cân bằng với nhau hơn. Và như mình nói làm mô hình là một cái quá trình chứ không phải là mục tiêu, cho nên chúng ta làm mô hình để giải trí, nên cũng công việc gì mà các bạn phải gấp rút mà phải làm nhanh. Chúng ta vừa làm vừa xem, vừa làm vừa kiểm tra, vừa làm xem bước tiếp theo chúng ta làm gì. Chúng ta cứ từ từ, đó mới là cái thú vui khi mà làm mô hình. Đây là miếng mút nhám mà mình đã chia sẻ trước đó, mình đã thấy rất là mềm. Thì khi mình đánh vào các cái bề mặt thẳng những cái lưu ý thì chúng ta không dùng lực quá nhiều, thì nếu chúng ta dùng lực quá nhiều thì cái bề mặt nó sẽ không còn thẳng nữa, nó sẽ bị cong. Như ở đây cái bề mặt này của mình không quan trọng lắm nên mình sẽ đánh thử cho các bạn xem, sau một vài lần đánh thì cái bề mặt ở cái góc bên phải của chi tiết nó sẽ không còn thẳng nữa, thì nó sẽ trở thành một góc tròn như các bạn thấy không. Vì đây là cái mặt chi tiết mình sẽ úp vào trong mô hình cho nên cũng sẽ không ai thấy, cho nên là mình đang làm ở đây để mình ví dụ cho các bạn. Chúng ta sẽ thực ra thì cái lượng mà ở trên chi tiết nó bay đi khi chúng ta chặt nhám, ở những cái dấu nhám có độ nhám cao không, cái số cao thì cái nó càng mịn chứ, thì cái lượng nhựa bay đi rất ít, cho nên là các bạn nó hơi yên tâm, hơi chài nhiều lần. À, chúng ta chỉ nên lưu ý khi là chúng ta sử dụng cái giấy nhám cái số thấp, số càng thấp thì cái lượng nhám càng cao, số càng cao thì cái mặt nhám nó càng mịn. À, theo như công thức tính thì cái số đó là cái số lượng hạt nhám nằm trên một cái diện tích 1 cm vuông hay là 1 inch vuông gì đó, mình không nhớ nữa, đại khái nó là vậy. Ok, và đây chúng ta có còn một cái góc nhỏ nó nằm ở trong cạnh nha, chúng ta dùng cái mũi lưỡi dao nhỏ để chúng ta có thể cạo đi mất. Thực ra cái mặt này nó nằm bên trong mô hình nhưng mình cũng làm để ví dụ cho các bạn thấy thôi. Ok, kiểm tra lại. Rồi, đây là hai hũ keo của Tamiya, keo chuyên dùng để dán nhựa. Thì hũ keo màu trắng bên tay phải thì nó có cái độ sánh hơn là cái hũ keo bên tay trái. Màu xanh lá cây thì nó sẽ lỏng hơn, cho nên các bạn thấy độ lỏng của cái hũ keo màu xanh lá cây. Thì hũ keo màu xanh lá cây gọi là keo extra thin, nghĩa là siêu mỏng, dùng để dán trực tiếp lên bề mặt ngoài của mô hình. Còn công dụng của nó khác biệt với nhau như thế nào thì chút xíu người ta sẽ thấy ở đây. Nếu để dán hai chi tiết lại dính lại với nhau á, thì chúng ta chỉ cần cái keo màu xanh lá thôi. Còn nếu mà trường hợp mà cái bề mặt chúng ta dán nhiều, dán diện tích lớn thì chúng ta dùng keo bên tay phải. Để các bạn thấy là hũ keo bên tay phải nó rất là đặc, còn cái hũ keo bên tay trái của mình thì nó rất là lỏng. Và cái đầu để chúng ta trét keo cũng khác nhau. Đó, như các bạn thấy ở đây, nó gần như là một cái hũ sơn móng tay. Và đây qua video nên các bạn sẽ không nghe được mùi, và cái mùi của nó thì cũng y chang cái hũ sơn móng tay của mấy chị em ở nhà mình, mùi khá ghê. Và khuyến cáo các bạn là đừng ngồi trong phòng kính mà dán, chúng ta nên ngồi mở cửa sổ ra hay ngồi ở nơi nào đó thoáng. Nên cái đầu này là đầu rất là nhỏ, chúng ta dùng để dán trực tiếp các cái chi tiết.
tiếp chúng ta hãy xem ngoài cái bề mặt tiếp xúc thì nó sẽ còn hai cái lỗ như thế này, để chúng ta có thể cố định lại cái chi tiết. Chúng ta có thể chép keo trực tiếp thẳng vào đó luôn cũng được. Mặc dù là cái keo này tên là extra thin nhưng mà nó cũng không có mau khô lắm đâu. Sau khi các bạn trét thì các bạn cũng còn khoảng cỡ vài giây để chúng ta có thể ướm mô hình lại với nhau. Bây giờ chúng ta thao tác, chúng ta dán lại, chúng ta cho hai cái bề mặt nó tiếp xúc với nhau. Chúng ta chờ khoảng 15 đến 20 giây. Ít keo quá thì nó chưa ăn, chúng ta có thể dán như thế này, chúng ta có thể trét keo thẳng trực tiếp khi mà hai chi tiết đang làm dừng thôi. Rồi lưu ý các bạn, khi mình trét keo mình sẽ lợi dụng trét vào những cái góc khuất của mô hình, những cái mặt nào mà nó sẽ úp từ trong mô hình. Thì thực ra với keo extra thin nó sẽ làm chảy nhựa một phần. Nếu các bạn trét ở cái mặt phía ngoài có khả năng các bạn dùng nhiều keo quá, nó sẽ làm hư mất cái bề mặt bên ngoài, chúng ta phải đánh nhám lại, chúng ta phải đánh bóng, chúng ta phải chà láng lại, chúng ta mới sơn được. Và sau khi keo khô thì chúng ta sẽ dùng giấy nhám, chúng ta đánh nhẹ trên cái lớp bề mặt lúc nãy chúng ta chét keo lên, thì thực ra nó nhìn nó láng nhưng mà nó không láng, khi sơn lên nó sẽ lộ ra ngay. Chúng ta cũng dùng giấy nhám, chúng ta đánh sơ lên cái bề mặt này để cho nó có một cái độ láng. Vâng, và bây giờ thì sau khi chà láng xong rồi chúng ta tiến hành sơn chi tiết. Thì mình thường đi dùng kẹp cá sấu. Kẹp cá sấu để làm gì? Chúng ta không phải chạm tay trực tiếp vào cái mô hình và vào cái chi tiết khi chúng ta sơn. Thì kẹp cá sấu thì đôi khi có những cái chi tiết như thế này, chúng ta sẽ không kẹp được cái chi tiết vào trong cái đầu kẹp. Chúng ta sẽ dùng đất sét. Thì cái loại đất sét này ở đây nó không giống như cái loại đất sét mà chúng ta đi học hồi nhỏ mà chúng ta dùng. Cái này nó gọi là cái tắc ít, thì nó sẽ bán một cái hộp, một cái dĩ như thế này ở trong nhà sách sẽ có bán, giá cũng khoảng cỡ 40 đến 50 ngàn thôi. Chúng ta sẽ dùng một mẫu rất là nhỏ đặt lên trên mô hình, rồi chúng ta kẹp vào cái kẹp cá sấu của mình, thế là nó dính. Và khi tháo ra nó rất dễ dàng mà nó không dính gì lại vậy, nó cũng không phải là keo, nó là một dạng đất sét dính. Và giờ chi tiết của chúng ta nó cố định ở trên cái kẹp cá sấu rồi, thì chúng ta bắt đầu cái hơi của Everest để thổi những cái bụi còn vương lại khi nãy chúng ta chà nhám, để cái bề mặt của chi tiết của mình nó sẽ sạch hoàn toàn. Tiếp theo thì đây là sơn. Sơn thì mình đã chiết ra sẵn những cái lọ như thế này trong hũ sẵn của hãng, mình pha sẵn thinner theo cái tỷ lệ mà mình thường hay sơn, mình bỏ vào lọ như thế này, sau đó mình bỏ thêm một vài những cái viên bi sắt. Viên bi sắt này thì các bạn không nhất thiết phải mua cái hàng mắc tiền của hãng như là Usta hay là cái hãng chuyên làm đồ mô hình. Các bạn thấy ra tiệm bán phụ tùng xe đạp, bạn nói lấy cho các bạn một bịch bạc đạn cổ hoặc là bạc đạn chén cổ, thì họ sẽ cho bán cho bạn một bịch khoảng cỡ 20 cho tới 40 viên, khoảng 40 viên đó, với giá chắc chừng mười mấy ngàn thôi. Nhưng mà các bạn về không xài ngay á, tại vì cái bạc đạn đó của xe đạp nó sẽ có một lớp dầu. Mình sẽ dùng thinner của sơn hoặc mình dùng acetone, mình ngâm khoảng cỡ 1-2 phút, và khi trong quá trình ngâm bạn đảo để cho cái viên bạc đạn đó nó nhả cái lớp dầu đó ra, thì mình mới bỏ vào trong sơn được. Rồi sau khi mình lắp kỹ đều sơn, mình sẽ cho sơn vào súng. Thì đây là chi tiết khá nhỏ, là ví dụ cho các bạn, cho nên mình chỉ nhỏ vài giọt thôi, vài giọt là đủ rồi. Thì sơn Everest rất là đỡ hao. Ok, 5 giọt. Đổ sơn thì mắc, không có tiền mua mình đổ. Vâng, rồi giờ chúng ta bắt đầu sơn thôi.
từ thao tác sơn. Cái này thì các clip khác trên YouTube đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, mình chỉ khái quát thôi. Lúc quay như các bạn thấy là mình sẽ đi những cái đường ngắn liên tục khoát của mình không sơn tại một điểm nhiều, vậy nó sẽ làm chảy sơn. Lưu ý kỹ là tại các cái góc khuất thì khi chúng ta sử dụng tắc ít nó hay hơn sử dụng cái đầu kẹo của cá sấu, các bạn có thể xoay chi tiết gần như là rất là linh hoạt, chúng ta không có phải chết một cái góc nào đó cái đầu kẹo cá sấu. Rồi sau khi sơn thì chúng ta kiểm tra lại coi cái màu của cái chi tiết lớn hơn xem nó đã tuyệt màu với nhau chưa. Thì màu cùng thủ tất nhiên thì nó sẽ giống nhau rồi, nhưng đôi khi các bạn lắc không đều tay hoặc là do yếu tố thời tiết hay sao đó hai màu sơn không giống nhau là chuyện hết sức bình thường. Vâng, bây giờ sơn xong rồi nó zoom lại xem nè, zoom lại. Ok, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái bề mặt của chi tiết chúng ta láng mịn. Rồi chúng ta thấy ở đây là cái bề mặt chúng ta cần dán nó sẽ khá lớn. Nếu chúng ta dùng extra thin màu xanh lá cây thì keo nó sẽ khô trước khi mà bạn có thể dán được. Thì đây là lúc chúng ta sử dụng hũ keo Tamiya cement màu trắng. Thì do keo nó đặc hơn cho nên là cái tốc độ, cái thời gian mà keo nó khô lâu hơn. Với cái bề mặt lớn như thế này chúng ta có thể sử dụng cái keo này, các bạn thấy không cần phải nhiều, mình dùng nhiều khi mình ép cái chi tiết vào nó sẽ chảy ra những cái góc khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán cái chi tiết này vào cái mô hình chính chúng ta. Chúng ta lại tiếp tục sử dụng hũ keo Tamiya màu trắng, hũ keo đặc. Vì cái diện tích chúng ta cần dán giữa hai cái chi tiết nó khá là lớn. Và cũng giống như mình nói lúc nãy thì mình sẽ stretch keo vào những cái góc khuất. Sau đó các bạn chỉ việc đặt nó vào. Rồi, chúng ta sẽ để như vậy cho keo khô. Khoảng cỡ chừng 15 đến 20 giây là keo khô thôi. Vậy là coi như chúng ta đã xong các cái bước cơ bản từ các dụng cụ làm mô hình, cắt mô hình ra như thế nào, rồi dán hay xử lý bề mặt như thế nào, dán hai mô hình như thế nào, các bước sơn cơ bản và các bước dán với chi tiết vào mô hình chính. Thì theo như các bạn thấy thì đây là cái việc làm nó đòi hỏi sự tỉ mỉ rất là cao. Thì đồng nghĩa với cái chuyện mà sự tỉ mỉ của mình á, thì mình càng tỉ mỉ bao nhiêu á, thì cái mô hình của mình nó là càng chi tiết và nó sắc sảo bấy nhiêu. Thì cái này là cái niềm vui khi mà làm mô hình nó đem lại. Các bạn không phải làm nhanh, các bạn cứ làm từ từ theo tốc độ của mình. Và rồi chế mô hình thì nó không có đẳng cấp, nó không có level. Mình lên level từng ngày tự mình sẽ rút tỉa bài học kinh nghiệm cho mình thôi. Ok, thôi tới đây thôi, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau.